Thưa thầy, trước đây con đã hỏi về bệnh hưng cảm xuất gia được không? Thầy Hạnh Tuệ nói được, nhưng con xem trang Phật giáo nói người bệnh tâm thần hưng cảm không xuất gia được. À, vậy cho con hỏi, nếu không xuất gia được nên phát nguyện làm sao để kiếp sau làm tỳ kheo xuất gia? Cái lý do mà sư để cái câu hỏi này lại á, sư không có xóa. À, là bởi vì như thế này, cái bản thân cái hưng cảm nó cũng có nặng nhẹ. Cái người mà nhẹ thì nó chỉ giống như là mình hơi tăng động tí xíu thôi. Như sư gặp rồi thì cái người này họ hơi hơi lanh quá, hơi lanh quá, nhưng mà xài được. Xài được. Nhưng mà có trường hợp á, như là trường hợp mà sư vừa gặp á, thì xài không được. Nói như vậy là mới hôm coi như là gọi điện liên tục, gọi liền, nhắn liền, là muốn cái gì cũng phải có liền. Mà theo cái kiểu là nếu mà cho xuất gia là phải cho tôi tu liền, cho tôi thọ giới liền, thậm chí là tôi phải chứng liền, cái gì cũng phải liền 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 hết trơn á. Họ không có được cái sự kiên nhẫn. Sư không chắc đó có phải là một cái triệu chứng của cái căn bệnh này hay không. Tức là họ hoàn toàn họ không kiên nhẫn được, họ có cái sự nôn nóng là muốn phải có kết quả liền đó, họ không có khả năng kiên nhẫn. Mà cái kiểu tu của sư á, thì nó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Mình không kiên nhẫn được là mình hỏng chuyện, chuyện đạo hay chuyện đời thì nó cũng không khác gì nhau. Mình tu, mình học thì mình phải có sự kiên nhẫn. Mà mình cứ giống như là mình nôn nóng quá, cái kiểu mà nôn nóng quá đó, xài không được. À, sư đã gặp rất là nhiều những trường hợp nôn nóng ở mức độ thấp hơn như thế này nha, thấp hơn như thế này. À, sư cũng đã tạo điều kiện để cho xuất gia để làm giới tử, nhưng mà rồi đó, do cái tánh nôn nóng đó, họ học kinh họ không chịu học, họ không học được. Rồi họ nôn nóng họ đòi lên thọ giới, rồi thọ giới họ cứ nhảy 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 cóc như vậy đó, cho tới bây giờ là họ hỏng luôn, làm ông sư không ra được ông sư, hư hư hẳn đời tu. Cho nên là sư không muốn vị này mất nhiều thời gian, không muốn tốn thời gian, rồi cũng không muốn là hỏng cả chuyện đạo, hỏng luôn cả chuyện đời. Cho nên là sư từ chối thẳng, sư nói là cái trường hợp này sư không nhận được. À, thì đó là cái vấn đề. Còn cái chuyện tiếp theo á, là bây giờ nói là bây giờ làm sao để đời này tu không được, đời sau có thể tu được. Thì sư chỉ có thể gợi ý như thế này nè. Đâu rồi? Thứ nhất á, là mình giữ giới giùm sư, năm giới, cái đó nên dội, tức là mình dội bỏ những cái ác pháp mình đừng có làm. Vội giữ giới thì vội được, giữ giới giùm sư. Rồi học pháp, và tập kiên nhẫn, tập lại cái tâm của mình. Mình đừng có đổ thừa cho bệnh rồi mình không có làm. Thực tế mà nói, bệnh là do từ tâm mà ra, mình có thể kiểm soát được. Và đó là cái lời khuyên của sư. Bởi vì đối với sư, mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Cái chuyện mà mình trả lời cho nó nhanh gọn, cho qua đường, nó dễ lắm. Nhưng mà mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho nó. Thành ra là sư trả lời bằng tất cả sự cẩn trọng có thể có. Ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về cái vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây thì cái vế đầu Đại Đức Thanh Tuệ có nói rõ trường hợp của vị này ha. Cho nên là cái vế sau, quan trọng vế sau là vậy, cho con hỏi nếu không xuất gia
được nên phát nguyện sao để kiếp sau làm tỳ kheo ạ? Ở đây là trường hợp là gọi là mình tạm gọi là đưa một cái trường hợp thôi. Đây là vị này đưa trường hợp là nếu không xuất gia được thì phát nguyện như thế nào. Thưa quý vị, cái việc phát nguyện á, thú thật quý vị, phát nguyện thì dễ thôi chứ không gì. Còn khi mà mình phát nguyện á, mình làm cho cái lời nguyện đó nó được á, theo như cái sự mong mỏi mình, đúng như sự mong mỏi mình, nó lại là một cái phạm trù khác nữa. Cho nên mình phải lưu tâm đến vấn đề này. Tại vì nếu mình nói quý sư chỉ cho quý vị phát nguyện thì nó quá dễ rồi, không? Còn phát nguyện mình nói thành lời, nói cho mình phát nguyện trong tâm hay nó thành lời, nhưng mà rồi mình nghĩ cho vui hay mình nói cho vui, không? Mình á, bản thân mình á, lại không có chăm á, làm các thiện nghiệp. Mình sư nó nhắc rất là nhiều lần rồi, như phước vật, phước đức, phước trí, thì mình làm sao mình đáp ứng được cái sự mong mỏi ngay trong hiện tại, thì nó là ngay trong hiện tại luôn, không? Chứ thậm chí nói gì mà đến cái mong mỏi của tương lai mình. Điều này rất là quan trọng quý vị. Nếu quý vị nói là phát nguyện thế nào thì nơi tâm mình thôi, nơi tâm mình có cái hôm bữa sư có cái giải thích cái nghĩa mà tỳ kheo đó, hay là tỳ khưu đó, hay tỷ khưu đó. Nghĩa là khi mình nói về tỳ kheo, mình phải hiểu cái nghĩa tỳ kheo cái đã. Tỳ kheo là người có cái tinh thần, nên nội tâm vị đó đó là có cái sự mà ghê ghê sợ, chán sợ cái sinh tử luân hồi và hướng đến cái giải thoát sinh luân hồi đó. Mà trong kinh chú giải kinh niệm xứ đó, niệm xứ thưa quý vị, một cái hàng cận sự nam hay cận sự nữ mà có cái lòng thiết tha, không? Có cái sự mong mỏi mà ghê sợ, chán sợ sinh tử luân hồi và chăm vun bồi các thiện nghiệp để mong ngày thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì cái người đó có cái tinh thần của vị tỳ kheo luôn. Điểm này nó quan trọng là cho cái hiện trạng của cái vị này hiện tại giờ. Còn nếu quý vị nói là chỉ đơn giản là xuất gia làm tỳ khưu thôi, mà quý vị thật sự không biết ý nghĩa sâu xa tỳ khưu, thì may này với quý vị á, có là tỳ kheo á, thì xin thưa chánh kiến của vị không có, thì đó cũng là một vị tỳ kheo tà kiến mà lệch lạc, không theo đúng, không có hành theo đúng lời Phật dạy. Cho nên mình phải lưu tâm đến điểm này. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư cũng mong là cái vị này nè, nếu mà lỡ mình cái tình trạng mà bệnh tâm lý mình á, nó khó tiếp cận được đến cái hình tướng của vị người xuất gia, thì mình hãy làm sao nỗ lực mình duy trì được cái tinh thần của cái người xuất gia, hay nói thẳng là cái tinh thần của cái vị tỳ kheo đó, là chán sợ ghê sợ sinh tử luân hồi, và ngay bây giờ, ngay lúc này mình hãy chăm vun bồi các thiện nghiệp. Đó là cái điều nên làm ngay tại bây giờ, ngay trong lúc này, và làm không có gián đoạn. Rồi xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Sư qua câu hỏi tiếp theo.